Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Kinh Thánh Bàn Trà của Giáo phận Bắc Ninh. Với số đầu tiên của chương trình Kinh Thánh Bàn Trà, một cái nhìn tổng quan về tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, với sự tham gia của Văn Hoàng và tôi là linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Khang đến từ Giáo phận Bắc Ninh. Mời con uống trà, những ly trà đầu tiên và số đầu tiên của chương trình Kinh Thánh Bàn Trà. Xin mời con về trà. Dạ, thưa cha, tại sao lại gọi là chương trình Kinh Thánh Bàn Trà mà không phải gọi là một chương trình khác ạ? Như các bạn biết, Giáo phận Bắc Ninh được trải dài trên 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Thái Nguyên với đặc sản trà Tân Cương. Và những câu chuyện bàn trà dường như đã thấm nhuần vào đời sống của những người miền Bắc chúng tôi. Và Đức cha Giáo phận Bắc Ninh của chúng tôi muốn rằng những câu chuyện bàn trà ấy nó không chỉ là dừng lại ở những câu chuyện trà dư tửu hậu, thế nhưng là dừng lại và tiếp tục với những câu chuyện về Chúa, những Ngài muốn đưa Kinh Thánh vào trong bàn trà và đưa những kiến thức về Chúa, về giáo lý vào trong đời sống giáo hội và đời sống thường nhật của người dân Bắc Ninh chúng tôi. Năm nay con còn thấy một điều rất là khác biệt. Tại sao Đức cha Giáo phận lại muốn cho giáo dân Giáo phận Bắc Ninh chúng ta học hỏi về tin mừng theo Thánh Marco ạ? Như các bạn biết rằng, một năm có thời tiết xuân hạ thu đông, bốn mùa nối kết nhau. Và một năm phụng vụ của giáo hội cũng được nối kết nhau bởi các mùa phụng vụ, mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và mùa thường niên. Đồng thời các năm cũng được chia ra làm năm chẵn, năm lẻ và ngày Chúa Nhật được chia ra làm năm A, năm B và năm C. Trong các chu kỳ như thế, mẹ giáo hội mời gọi chúng ta được đọc một lượt cuốn Kinh Thánh ở những điểm quan trọng nhất, những nội dung quan trọng nhất của Kinh Thánh. Và cái chu trình 3 năm, năm A, năm B, năm C của các ngày Chúa Nhật và chu trình năm chẵn, năm lẻ của các ngày thường làm cho giáo hội có thể đi qua một lượt cuốn Kinh Thánh ấy một cách rõ ràng nhất. Năm 2024 được gọi là năm B với chu trình Chúa Nhật năm B. Và trong Chúa Nhật năm B của mùa thường niên, mẹ giáo hội mời gọi chúng ta đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chính vì thế, Đức cha Giuse, Đức giám mục của Giáo phận Bắc Ninh của chúng ta mời gọi con em giáo dân mình tìm hiểu về tin mừng theo Thánh Marco. Vâng, vậy cha cho con cũng như mọi người được biết thêm về vị trí của tin mừng Marco trong cuốn Thánh Kinh. Như các bạn được biết rằng cuốn Thánh Kinh được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là Cựu Ước 46 cuốn. Phần thứ hai là Tân Ước 27 cuốn. Trong 27 cuốn Tân Ước thì tin mừng gồm có 4 cuốn: tin mừng theo Thánh Matthew, tin mừng theo Thánh Marco, tin mừng theo Thánh Luca và tin mừng theo Thánh Gioan. Thì tin mừng theo Thánh Marco được ở vị trí thứ hai trong 4 sách tin mừng và cũng là vị trí thứ hai trong 27 cuốn sách Tân Ước. Vậy tin mừng Marco mà đứng vị trí thứ hai, vậy thì viết ngay sau tin mừng theo Thánh Matthew có phải không ạ? Không phải. Tin mừng Marco được viết rất là sớm. Như các bạn được biết rằng các tông đồ là những người đã sống cùng thời với Đức Giêsu và các ngài có kinh nghiệm ở cùng với Chúa Giêsu. Tuy nhiên các học trò các tông đồ sau này, các ngài không có được ở cùng với Chúa. Chính vì vậy các ngài muốn học biết về cuộc đời của Chúa, cũng như khi mà các tông đồ đã già lão thì cũng cần có những cái sách vở để lưu lại để cho người khác biết về cuộc đời của Chúa Giêsu như thế nào. Chính vì thế cái nhu cầu học hỏi về cuộc đời của Chúa bắt đầu nở rộ vào những thời đầu của giáo hội sơ khai. Chính vì vậy các tông đồ bắt đầu mới ghi lại những cái kỷ niệm mà các ngài có với Chúa. Đồng thời Thánh Marco là người đầu tiên đã biên soạn lại thành cuốn tin mừng. Ngài biên soạn cuốn tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco được biên soạn ở tại Roma vào những năm khoảng 65 cho đến năm 70. Thánh Luca biên soạn tin mừng theo Thánh Luca được viết khoảng những năm 75 cho đến năm 80 tại Antiochia. Thánh Matthew ngài viết muộn hơn một chút vào khoảng những năm 80 tại Palestine. Và cuối cùng đó là Thánh Gioan, ngài viết sách tin mừng đấy vào khoảng những năm 95 cho đến năm 100 tại Epheso. Cha, vậy cha có thể giải đáp cho chúng con thêm một thắc mắc nữa. Con còn nghe nói mỗi tác giả tin mừng thì đều nhắm đến cho một đối tượng. Thế vậy còn Thánh Marco, ngài muốn viết tin mừng này cho ai ạ? Thánh Marco, ngài viết tin mừng một cách đặc biệt dành cho những người ngoài Do Thái giáo. Như các bạn biết rằng là
Chúa Giêsu được sinh ra ở dân tộc Do Thái, trên đất nước Do Thái, và Ngài lớn lên trong môi trường của người Do Thái. Tuy nhiên, khi mà Chúa Giêsu phục sinh rồi các môn đệ đi ra rao giảng tin mừng, thì có rất nhiều người ngoại giáo cũng tin vào Chúa và họ cũng có nhu cầu được biết về Chúa. Chính vì thế thì Marco viết tin mừng này dành cho những người ngoại giáo, những người ngoài Do Thái giáo là chính. Bởi vì nếu như các bạn đọc kỹ tin mừng này một cách kỹ càng, các bạn sẽ thấy rằng là Chúa Giêsu khi Thánh Marco khi mà nói về Chúa Giêsu trong tin mừng này có rất là nhiều những cái phong tục tập quán của người Do Thái. Và khi mà nói đến phong tục tập quán của người Do Thái, Thánh Marco ngài cắt nghĩa cái phong tục đấy một cách kỹ càng hơn so với các tin mừng khác. Đồng thời Thánh Marco cũng cắt nghĩa một vài các cái ngôn từ, từ ngữ bằng viết bằng tiếng Aram của thời, là ngôn ngữ mà Chúa Giêsu đang nói cái thời đó. Và cuối cùng đó là trong tin mừng, các tin mừng, bốn cái tin mừng đều viết bằng tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên Thánh Marco ngài rất là đặc biệt, bởi vì trong tin mừng theo Thánh Marco ngài có sử dụng một vài các cái từ dùng tiếng Latin là thứ ngôn ngữ mà cái thời những người ngoại lúc đó người ta đang dùng. Vâng, con mời cha dùng chút trà đặc sản Thái Nguyên ạ. Dạ vâng, con cảm ơn cha đã đồng hành với chúng con trong số đầu tiên của chương trình Kinh Thánh Bàn Trà Giáo Phận Bắc Ninh này. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ thông tin phát triển một cách chóng mặt. Cùng với đó là sự tràn lan của các hot trend đã khiến cho người trẻ chúng ta có những sao lãng trong đời sống cầu nguyện và chệch hướng trong hành trình đức tin. Chương trình Kinh Thánh Bàn Trà này đã giúp cho chúng ta hiểu hơn về Thánh Kinh, đã giúp cho chúng ta hiểu hơn về lời Chúa như là lá thư của một Thiên Chúa tình yêu gửi đến cho con người. Một lần nữa, con xin được cảm ơn cha cùng với quý vị đã theo dõi số đầu tiên của chương trình Kinh Thánh Bàn Trà này. Cuối cùng, xin chúc quý vị một năm mới 2024 đầy tràn ơn Chúa và hẹn gặp lại mọi người vào số thứ hai của tuần sau.